Rồi, em đâu rồi? Em nè. Đi trái dừa của em đâu? Trái dừa của em đâu rồi? Em lo đi đâu vậy? Sao hai tay em chơi được hai tay vậy? Thở cánh. Ê. Ê, gì vậy? Trái dừa của em đâu? Anh đừng bỏ em đi mà, Gin. Gin, anh đừng bỏ em đi mà. Anh làm gì cái thằng anh đừng như vậy. Lời thế thuộc về những người ốm. Trời ơi, tôi bắt gặp ánh mắt. Bà Diệp, bà ngồi đây. Trời, chồng bà ngồi đối diện bà. Bà đang nhìn tôi phải không? Lời thế trời chơi những người ốm. Nhìn chồng bà. Trời ơi, thôi chết rồi á. Chết ông rồi vậy vậy. Mời trò chơi. Bây giờ là trò chơi vô cùng đơn giản, hãy nhìn đây. Dạ. Mọi thứ trên sân khấu đều có một cặp. Sẽ có 3 cặp chơi đối thủ với nhau. Mỗi cặp sẽ được bịt mắt và cầm trên tay một vật. Sau đó phải gọi nhau làm sao để gặp nhau và lấy được cái vật còn lại trên tay này kia. Đội nào thắng nhiều hơn, đội đó bước vào đại tiệc và giành phần thưởng ở vòng này. Ai đấu dài? Thôi em... Riz. Vậy đâu có được. Không cho cặp đôi vợ chồng. Tụi đâu có vợ chồng, vậy đâu nãy anh Giang nói rồi. Bận ốc đôi. Không cho cặp đôi bạn thân. Nãy ở đồng phục. Đồng phục trường phục hồi cho phẩm hả? Dạ không. Tại vì hôm nay em biết là cái set của mình là màu xanh lá cây, nên tụi em lựa chọn cái trang phục màu xanh lá cây cho nó đồng bộ. Giống như anh Giang thôi. Không, tôi là tập trưởng. À, tập trưởng là phải vậy. Đúng vậy. Rồi, mời Chris và Nguyễn Đình Vũ vô. Trò chơi bắt đầu. Rít ơi, được nói chuyện không anh? Khỏe không em? Được, khỏe anh. Em có gì vậy Rít? Anh sợ ơi, anh mò cho đó không phải trái dừa. Giật đi. Giật. Để lúc phải giật rồi. Mạnh tạo lên. Cái gì nó cũng... Anh xin lỗi em. Còn nhớ nó đám cưới đi với anh không? Thông cảm đi Rít. Ôi, nói gì vậy? Những cái thông tin nhiều quá không ạ? Ây da, chết rồi, trời ơi, có muốn ăn không Rít? Rít là chúng ta thấy đường vậy á. Không được. Rít ơi. Trời, Vũ ơi, đừng đè dập trái dừa, Vũ ơi. Hả? Không lẽ nâng Rít phải lên luôn trời. Trời, thấy cái gì rõ rồi. Thấy cái gì rõ rồi. Đúng. Chưa dơ lên thì chưa tính anh Vũ ơi, chưa dơ lên thì mình chưa tính. Rít ơi, hãy sử dụng hết rồi, tất cả. Hết chưa? Lượt đầu tiên đời Nguyễn Đình Vũ thắng. Bây giờ lượt thứ hai, cặp nào đây? Em. Rồi, hai người phụ nữ lên nè. Rồi, hai cô gái. Vô. Cổ lên. Đi chạy. Chết rồi. Quyển Đình Vũ mà có lẽ nó còn giật được cũng hồi vô nhỏ này. Trời, nam ăn dạ kìa. Rồi. Trời, rách con gấu. Trời ơi, hai đứa có chồng hết rồi đó. Trời đất ơi. Huê. Go. Khánh ơi, em đâu rồi? Em nè. Đi trái dừa của em đâu? Trái dừa của em đâu rồi? Em lo đi đâu vậy? Sao hai tay em chơi được hai tay vậy? Thở cánh. Ê. Ê, gì vậy? Trái dừa của em đâu? Anh đừng bỏ em đi mà, Gin. Gin, anh đừng bỏ em đi mà. Anh làm gì cái thằng anh đừng như vậy. Anh ơi,
các bạn đang làm tổn hại tới thiết bị âm thanh của chương trình chúng tôi. Dạ. Văng micro, văng quay led từ lưa, không có tình trạng ôm nhau quéo quéo như thế này. Cô gái kia sẽ đau lắm, dừng lại đi. Thưa quý vị, mấy lượt chơi vừa rồi thì các bạn ấy chơi không có đàng hoàng, không có tử tế. Ban tổ chức quyết định là sẽ có một trò chơi chung cho cả hai đội. Sẽ có một vật phẩm các bạn phải đi tìm. Nếu tìm trước thì mình thắng, tìm sau mình thua. Rồi, quay tại chỗ 10 vòng. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh lên nào. Bà Diệp bớt gian lại. Hãy đi tìm cái tù và của tôi. Tù và nãy là anh để ở khúc nào? Ai? Ủa, lại là em đó hả? Anh tìm thấy em rồi. Hồi nãy em bị trôi phóng á. Đi tìm chứ phải hẹn hò. Ủa? Cái ai đây? Em là ai? Em là ai? Trong mặt em là Rít đúng không? À, anh Vũ nè phải không? Quẹo trái hết rồi, quẹo trái đúng rồi. Quẹo trái đúng cái rồi. Đây? Ủa em. Ai? Ây, cái đó phải tụi bà cái đó. Ai? Lộn. Quẹo trái Khánh ơi, lui lại Khánh ơi. Cô chừng tái xuống tìm đi Khánh ơi. Dạ. Lui lại. Cái tù ơi, tù ơi, mì đâu rồi? Quẹo trái Khánh ơi, lui lại Khánh ơi. Có đừng tán vô TV Khánh ơi. Dạ, anh có tù và không? Lui lại. Ai cảm ơn? Thấy rồi, thấy rồi. Như vậy là đội Wolfsburg đã chiến thắng, sẽ lãnh được tiền thưởng vòng này và bước vào để tiến sinh. Chúc mừng. Chỉ người thắng được dùng, người thua xin hãy giữ tự trọng. Anh tự trọng em nằm dưới cống rồi. Trời ơi, gia đình sẽ buồn lắm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng trước là bốc gỏi, ổi, khô mực. Đó. Ở đây là được cái là người ta trình bày rất đẹp. Món ăn nào cũng vậy, nó phải đẹp mắt về trình bày, thơm và hương vị. Đây. Trời ơi, cứ như là mất ban vậy đó. Cái âm thanh nó sống động làm sao á. Âm thanh nó giống một cái giả chẹt. Ngon mọi người nha. Dạ. Ổi xanh mát. Cái mực nó thơm. Nó quyện với ổi nước sốt. Dạ. Hành phi đậu phộng, đúng không? Dạ. Vô. Dạ, mời mọi người. Mời mọi người. Dạ, thanks. Mời bên kia nha. Hồi nãy nói cái ổ nó xong, em nghe không kịp á. Hãy về nhà xem lại chương trình vào lúc 20:35. Thứ tư hàng tuần nhá, TV7. Cảm ơn. Ê, muối ngon nha. Không được dùng muối. Không được dùng gì cả. Ôi mà em đâu có ăn đồ ăn đâu anh. Không. Biết sao ta để chén ở đây không? Trời ơi. Tăng thêm sự đau đớn á. Chứ em tưởng cái chén là để đây mà để kê ở đây nè anh. Dạ mời mọi người. Dạ. Rồi. Wow.